lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ vừa giải cứu một người đàn ông đang bám vào một thùng đá trôi nổi trên biển khi mà thuyền của ông này bị mắc kẹt trên biển đúng vào lúc mà bão Milton đổ bộ. Thợ lặn thì đã được đưa xuống để giải cứu người đàn ông. Sau đó người này đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Tampa để điều trị y tế. Người đàn ông này trước đó đã kẹt trên tàu đánh cá, chết máy ngoài khơi Florida chỉ vài giờ trước khi mà siêu bão Milton đổ bộ. Người đàn ông đã sống sót qua những cơn gió mạnh 121 đến 145 km/h và những con sóng cao tới hơn 7 mét. Lực lượng tuần duyên Mỹ nhận định là người này đã sống sót trong một tình huống ác mộng ngay cả với những người mà đi biển giàu kinh nghiệm nhất. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ cảnh báo tình trạng bão từ nghiêm trọng có thể làm gián đoạn liên lạc vệ tinh, lưới điện và hệ thống định vị toàn cầu GPS, cản trở nỗ lực tái thiết sau các trận bão Helene và bão Milton. Theo các chuyên gia, thì cơn bão từ sẽ kéo dài trong ngày 11 tháng 10 và ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, với khả năng đạt mức đến cực đại là G5, tương tự như hiện tượng từng ghi nhận hồi tháng 5 năm nay. Khi đó, hiện tượng này đã vô hiệu hóa các hệ thống GPS chính xác, dẫn đến tổn thất tài chính lớn và khiến một số máy biến áp cao thế ngừng hoạt động. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian đã kêu gọi các cơ quan chức năng phải hành động sớm để giảm thiểu mọi tác động tiềm tàng. Cảnh báo được đưa ra vào thời điểm giới chức Mỹ đang phải căng mình ứng phó, tiến hành các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả của hai cơn bão lớn là Helene và Milton.